cho nên người học phật thời khóa chiều mỗi ngày lúc chúng ta phản tỉnh sám hối có nghĩ đến vấn đề tôi hôm nay có bị cảnh giới quấy rầy hay không tôi nghĩ rất nhiều người đều chưa hề nghĩ đến vấn đề này nếu như nghĩ đến vấn đề này Bản thân sẽ lo sợ Vì sao vậy? Vì quý vị chưa tiến bộ Đều sống qua ngày Như vậy thì đắt được gì? Người khác khen vài câu Vui lắm Quý vị bị họ làm ảnh hưởng rồi người khác hủy bán liền sân si sao ta không làm chủ tí nào cả chuyển theo cảnh giới bên ngoài đó là luân hồi ngày ngày làm việc luân hồi tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi quả báo sau này chính là luân hồi đáng sợ lắm quý vị không thật sự hiểu hoàn cảnh tâm cảnh giác không phát huy được rất nhiều người đều biết thành tựu của lưu tố dân cư sĩ bà không có sở trường gì tình cảnh giác của bà cao duyên của bà cũng rất thù thẳng bà bị bệnh lao da ban đỏ còn nghiêm trọng hơn cả ung thư bác sĩ nói với bà bà có thể chết bất cứ lúc nào để bà phải có sự chuẩn bị về tâm lý duyên này tốt lắm Bà y cảnh giác cao độ, từ sáng đến tối mười hai tiếng đồng hồ chỉ câu niệm Phật, một bộ kinh vô lượng thọ. Ngoài hai việc này ra, bà buông bỏ hết. Bà liên thanh tự thanh tự như vậy đó. Quý không bị ngoại giới quấy rầy. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên Đều một câu A-di-đà Phật Tất cả tri kiện chính là một bộ kinh vô lượng thọ Mười năm như vậy bà thành tựu rồi Chúng ta ngày nay ngay cả một ngày cũng không làm được Ta có thể không bị ngoại giới quấy rầy chăng Vì không bị ảnh hưởng bên ngoài là không trách người khác Hoàn toàn là do mình Người ta tán thán quý vị Khen tặng quý vị Cung kính quý vị A-di-đà-phật Người ta đến chửi lăng nhục Sỉ nhục quý vị A-di-đà-phật Không bị họ quấy rầy Quý vị thấy tất là A-di-đà-phật Thật là A-di-đà-phật Nhìn thấy người tốt A-di-đà-phật Thật sự A-di-đà-phật Nhìn thấy người ác Thật sự A-di-đà-phật Thật không phải giả dạ. Quý vị liền thành Phật rồi Không có tâm oán hận Không có tâm quan hỷ Niềm quan hỷ chân thật đó chính là Pháp hỷ sung mãn. Chửi quý vị, lăng nhục quý vị, hại quý vị Đều là A-di-đà Phật Luôn quan hỷ, không bị máy may tổn hại. Tuy có lấy dao giết tôi, A Di Đà Phật, tôi đến thế giới cực lạc đây, cảm ơn ông. Nếu không tôi phải sống thêm ít ngày nữa, ông tiễn tôi đi sớm hơn một ngày, tôi cảm ơn ông. Thật sự không giả dạ dối tí nào. Phải cảm ơn. Vì sao vậy? Anh ta tạo là ác nghiệp. Ác nghiệp của anh ta đến địa ngục chịu quả báo Anh ta đến địa ngục còn tiễn tôi đến thế giới cực lạc Tôi làm sao mà không cảm ơn được Tôi có thể hận anh ta sao Nếu tôi hận anh ta không biết cảm ơn Sẽ đi cùng đường với anh ta Cùng xuống địa ngục Sẽ oan oan tương bào Cảm ơn Thật sự cảm ơn Bất luận chịu những tai nạn to lớn bao nhiêu Nếu không có việc đó Bồ Tát định thử thách tôi Xem tôi có thật sự buông xuống rồi không Xem tôi có còn nhiễm ô không Tôi thật sự thanh tịnh chưa Cho nên Ngày trước khi tôi ở Mỹ Tôi xem trong kinh có hai câu Mỗi ngày đều là ngày tốt Mỗi giờ đều là giờ lành Tôi tiếp hai câu nữa Mỗi người đều là người tốt Mỗi việc đều là việc lành Chẳng sai chút nào Thế gian không có ác nhân yêu ma quỷ quái đến chỗ tôi đều là Phật Bồ Tát, cho nên cảnh tùy tâm chuyển, Phạm Phu, Phạm Phu đảng thường điên đảo, tâm họ tùy cảnh chuyện, sai rồi, tâm tùy cảnh chuyện. Bạn sẽ chuyển đến A tỳ địa ngục Cảnh tùy tâm chuyển Bạn liền có thể thành Phật, thành Bồ Tát Cho nên ngẫu đại sư nói hay lắm Cảnh duyên không tốt xấu Tốt xấu do nơi tâm Hoàn cảnh bên ngoài Hiện duyên ác duyên Thuận cảnh nghịch cảnh Đều bình đẳng Không sai khác Tốt xấu là do bản thân chúng ta Chấp trước phân biệt hư vọng Lìa phân biệt chấp trước Tức bình đẳng rồi Nhìn không ra tốt xấu Nhìn không ra thiện ác Thị phi Thiện ác Ta chánh Đều là thứ sản sinh Ở trong dòng niệm Lìa vọng niệm phân biệt chấp trước Liệu bất khả đắc nó không phải là thực tướng của dạng pháp. Nó là hư giả, pháp sở hữu tướng giai thị hư vọng.